Lô, xin chào các bạn. Có những người trên kênh của mình, dù xem kênh mình rất lâu rồi, vài ba năm, và giới thiệu thì rất là nhiều chai nước hoa rồi, nhưng mà người ta chỉ có thích duy nhất một mùi hương. Và mỗi một khi mình làm một cái video lít nước hoa mùa đông với tông mùi ngọt ngào, thì người ta luôn luôn hỏi rằng là: anh ơi, bạn ơi, con đấy nó có ngon bằng Ucha Meal hay không? Uầy. Xong rồi người ta hỏi rằng có phiên bản clone nào mà thực sự giống với Ucha Meal thì hãy recommend. Và trước đây thì chúng ta có một chai nước hoa, đó chính là 9PM của nhà Abnon. Và chai nước hoa này như thế nào thì có lẽ mọi người đã quá hiểu rồi. Nhưng ngày hôm nay thì tôi chính thức tìm thấy một chai nước hoa có vai mùi làm rất giống với Ucha Meal và với mức giá thành cũng tương đối rẻ. Đó chính là Latafa Rum. Em nói đây. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về mùi hương này, xem nó có thực sự đáng mua hay không, và so nó với 9PM của nhà Abnon thì nó là một trong những cái mùi hương như thế nào nhá. Mình luôn nói với các bạn một điều rằng đó là trước khi các bạn mua một chai nước hoa clone nào đó thì làm ơn các bạn hãy thử qua phiên bản gốc. Chỉ đơn giản là một chiếc thôi, hoặc là có dịp thì hãy ra trung tâm thương mại thử qua phiên bản gốc. Tại vì nếu như các bạn chưa thử qua phiên bản gốc mà các bạn đi mua clone ngay thì các bạn cũng sẽ chả bao giờ có một cái tham chiếu, có một cái cột mốc để các bạn so sánh rằng cái phiên bản clone đó nó có tốt, nó có thực sự giống, và với một cái giá thành như vậy thì nó có phù hợp và là một món hời hay không. Thế nên là dù là phiên bản clone của chai nước hoa nào đi chăng nữa thì mình vẫn khuyến khích các bạn chưa có tiền mua thì có thể đi thử ở các trung tâm thương mại hoặc các shop nước hoa, đặc biệt là về Ucha Meal này đó. Và video nó thì cũng đã có video về review và cả video về phỏng vấn, thậm chí rằng nhiều phiên bản flanker khác nhau của Ucha Meal, thì cái đường link nó sẽ hiện đâu đó ở trên đây cho các bạn xem nhá. Và trước đây thì chúng ta đã có một trong những chai nước hoa rộ lên với một cái trend, đó là mùi hương rất là giống với anh chàng Ucha Meal, ông vua ba sản, đó là 9PM. Nhưng thực sự thì 9PM quá ngọt và không thể hiện được cái độ nam tính. Nhưng trên góc độ của mình, 9PM không tệ, đó là mình cũng đã nói. Đơn giản là vì lá thành của nó rẻ, nó tiếp cận với người trẻ và tìm một cái phiên bản clone thôi. Thế nên là 9PM vẫn rất là ok. Nhưng để trên cái góc độ rằng là so với Ucha Meal thì có lẽ nó không phải là một cái lựa chọn như mọi người quảng cáo. Và ngày hôm nay thì chúng ta ngó qua em này. Em này thực ra đã có ở trên kệ tôi khá là lâu rồi, nếu như bạn nào để ý. Và hôm trước thì tôi cũng có thử qua em này vì có một bạn trên TikTok hỏi mình: anh ơi, con Latafa Rum nó có giống với Ucha Meal hay không? Thì nói thật lúc đấy tôi cũng rất là sơ sài, tôi bỏ qua và tôi chỉ ngửi ở đầu vòi thôi. Và tôi nhớ nói rằng ừ, nó cũng giống đấy, nhưng mà cảm giác nó không tới, nó hơi nhiều spicy. Và rồi sau vài hôm trời mát, tôi đã mang em nó ra thử và tôi wow, tôi bất ngờ về em nó luôn. Thì chúng ta cùng nhau ngó qua một chút về thiết kế này. Các bạn có thể nhìn thấy thiết kế của con này nó thật là trông khá là xấu, với những cái chữ tiếng Anh sắp xếp thì khá là lộn xộn nhờ. Tôi cũng chưa xem cái concept của chai nước hoa này, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy tóm lại là thiết kế này thì trông nó khá là xấu. Đấy, nắp đây. Đấy. Đó, nắp này thì rất là nhẹ nha, cũng không phải là nắp hít hay gì cả. Tóm lại là về thiết kế cái này thì tôi không đánh giá cao một chút nào. Và so với con này thì cảm giác kiểu như kiểu bố với cháu ấy, ông với cháu ấy. Đó. Còn về cái phần vòi xịt thì mình cũng sẽ dễ dàng xịt lên đây cho các bạn nhìn nhá. Ở vòi con này nó bị chiết rồi nên là ấn cảm giác nó không tới. Thì cái phần mùi hương của em nó như thế nào? Rút luôn Ucha Meal ra thử cho các bạn. Đây. Ucha Meal thì ra vòi cũng chả ngon. Và đặc biệt là cái phần chốt ấy, tôi thấy mỗi lần rút ra, nếu mà các bạn mua chai gốc ấy, rút ra nó hay bị bay cái vòi xịt này ra lắm. Ở cái phần top note ấy thì chúng ta sẽ rất dễ dàng nhận thấy, đó là ở Latafa Rum thì nó không có được cái nét quế cay cay nồng nồng kiểu hơi kiểu kẹo cao su như là ở Ucha Meal,
mà ở Uchamil ấy thì ngoài cái nét quế ra các bạn nhận thấy cái nét chua khá là rõ. Còn ở em Latafaram này thì cảm giác là mọi thứ nó sáng hơn này, rồi mùi hương của nó thì sẽ là một cái bay mùi trái cây, ngửi thấy nhưng mà trái cây kiểu chín lựng lựng một xíu. Và cái nét mà mình thích ở Uchamil ấy đó là cái nét quế tạo ra cái vai kiểu kẹo cao su, nhưng mà ở đây thì nó chua và nó đầm mùi hương ngay từ ban đầu khi các bạn vừa mới xịt. Và có cảm giác rằng ấy, Uchamil thực sự nó sinh ra để dành cho những cái buổi đi chơi và buổi tối hoặc là những cái ngày đông siêu lạnh. Còn đối với Latafaram thì nó có một cái vấn đề là như lúc mình nói, đó là cái quế nó không lên rõ rệt nên là cảm giác cái sự nam tính nó cũng sẽ bị mất đi. Cái nét nồng nàn của quế nó làm cho cái mùi hương nó toát lên được một cái sự nam tính, và cái sự ngọt ngào của vani nó cũng ở ngay sau. Nhưng mà thực ra thì vani cả hai con thì mới đầu các bạn cũng có thể nhận thấy một cái nét ngọt ngay, nhưng mà với mình thì Latafaram nó cảm giác nó không được nam tính cho lắm ở cái phần top note, và nó cũng hơi gợi nhớ tới một xíu về 9pm. Nhưng mà với 9pm thì chúng ta nhận thấy một cái bay mùi ngọt ngay từ đầu luôn. Dry down ở trên da thì Latafaram và Uchamil sau khoảng tầm một hơn một tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ nhận thấy cái bay mùi của hai con này gần như rằng khá là giống nhau, có thể nói đến tương đồng tầm 90%. Đây là cái điều mà mình khẳng định với các bạn luôn. Nhưng nếu như các bạn có thể side by side hai mùi với nhau thì ở Uchamil cái độ dày mùi của nó có thể nói rằng là gấp đôi so với Latafa. Và thêm một cái nữa, đó là ở Latafa khi mà cái nét dry down ấy, ngoài cái bay mùi vani ngọt ấm lên thì nó còn có một chút hơi sượng sượng bột của lavender nữa. Và cái nét này nó làm cho cái mùi hương cảm giác nó hơi gằn, và lúc này thì nó mới thể hiện được độ nam tính. Nên là cái sự nam tính của hai con này nó sẽ theo hai cái chiều hướng phát triển khác nhau. Ở Uchamil thì là cái nét quế cay nồng xuất hiện ban đầu tạo lên một cái sự nam tính thu hút và dày mùi, tối mùi. Còn đối với Latafaram ấy thì nó lại xuất hiện ở cái nét lavender, nhưng mà làm cái kiểu hạt sượng sượng ở trong, như kiểu các bạn sờ tay lên những cái bột ấy, và thỉnh thoảng nó sẽ có những cái hạt bột nó to hơn bình thường, hoặc là các bạn sờ tay lên những cái chỗ tiêu ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là nó cứ bị hơi kiểu lạn xạn một xíu. Thì ở em này nó lại lên cái nét lavender. Và thực sự nếu như để đánh giá soi xét kỹ từng xíu một về cái mùi hương của hai em này thì Latafaram có cảm giác rằng cái nét vani của nó không được ngọt ngào, không được mềm mại ở cái dry down như là ở Uchamil. Thì đây là một cái mà các bạn cần cân nhắc về vấn đề đã bị chia sẻ với các bạn như vậy. Nhưng mà thực sự thì nếu như các bạn ngửi thoáng qua hai con thì ở khoảng dry down sau một tiếng đồng hồ thì nó rất giống nhau. Cái nét vani nó cũng xuất hiện cực kỳ rõ ở hai con, và gần như rằng là sẽ khó để có thể nhận biết nếu như các bạn chưa side by side mà các bạn chỉ ngửi qua một lần Uchamil, hay là các bạn đã dùng qua Uchamil một vài lần rồi. Nhưng mà khi các bạn thử của em này thì các bạn cũng sẽ phải hơi bất ngờ về điều đó. Thì đó là cái lý do mà mình tại sao lại nói rằng con này nó là một cái phiên bản clone tốt hơn so với 9pm. Khi mà 9pm càng về sau lại càng rất ngọt và cảm giác là nó không thực sự giống với Uchamil. Vậy thì mùi hương này nó có một cái hiệu năng và cái độ bám tỏa như thế nào? Thì trên da mình đã side by side hai mùi này ít nhất là khoảng tầm 6 buổi đối với nhau. Tại vì khi mà tôi phát hiện ra cái mùi hương của Latafaram ấy thì tôi khá bất ngờ và tôi muốn thực sự test. Tại vì những cái video về Jean Paul Gaultier, đặc biệt là Uchamil, nó được rất nhiều view. Thế nên là tranh thủ hiếm khi lắm mới kiếm được một con khá giống, nên là phải test thật là kỹ. Và con này thì ở trên da hai mùi thì từ thời tiết nóng cho đến thời tiết lạnh, và kể cả những hôm trời khá là oi đấy, thì tôi thấy rằng là con Latafaram nó có một cái độ tỏa hương yếu hơn so với Uchamil. Đây là cái điều các bạn cần biết, đặc biệt là với những ông thích Uchamil với một cái bay mùi ngọt này, quế cay thì thu hút với cái độ tỏa tốt, thì con này nó lại không tới được như vậy. Nhưng đây là một cái điều mà các bạn cân nhắc, đó là với Uchamil trong những cái phiên bản thời gian gần đây thì Uchamil nó cũng bị giảm hơn một xíu về phần hiệu năng, nhưng ở em này thì nó lại lưu tốt hơn. Tôi đã xịt cả 6 lần và 6 lần ở trên tay, từ cái phần mu cho đến cái phần cổ cho đến cả phần khuỷu tay, thì ở mọi nơi mà hai mùi này được tiếp xúc thì Latafaram nó đều nhỉnh hơn về độ lưu hương. Đặc biệt là
khi mà Ultramil nó đầu mờ nhạt ấy, thì Lactoferam nó vẫn rất là bền bỉ ở trên da. Nó vẫn là một bay mùi mỏng hơn Ultramil nhưng mà nó tồn tại lâu hơn. Thế nên là em này nó lưu sẽ đâu đó khoảng tầm 7 đến 8 giờ, nhưng mà nó cũng trở thành skin sen sau khoảng tầm, tôi nghĩ là tầm 5 tiếng đó. Còn với Ultramil thời điểm hiện tại, đây là phiên bản mới, thì nó không còn lưu tốt và ở trên da tôi chỉ được tầm 5 đến 6 giờ thôi. Với những cái phiên bản Ultramil, nhà mình có một phiên bản Ultramil cũ hơn, từ 2014 hay là 2015 gì đó, thì 2017 gì đó, thì nó lưu tốt hơn cái phiên bản đang có ở trên tay khá là nhiều. Nên là đấy cũng là cái điều mình muốn chia sẻ cho các bạn biết. Còn cái phong cách ăn mặc như thế nào thì có lẽ là không cần phải nói quá nhiều về Ultramil nữa. Chúng ta có một cái bay mùi ngọt ngào, một cái bay mùi có một cái độ tỏa tốt, sự nam tính thu hút ở trong một cái không gian hẹp hay là kể cả rộng, thì Ultramil nó vẫn làm cực kỳ tốt, đặc biệt là thiết kế cũng rất là đẹp nữa. Nhưng mà nếu như các bạn chưa đủ điều kiện tài chính thì hoàn toàn có thể mua Lactoferam thay vì mua Nipm. Đấy, ông này thì có nghĩa là bạn nào mà thích ngọt nhiều hơn, không thích cái nét của quế, thì các bạn có thể mua em này. Còn đối với cái phiên bản này thì tôi đánh giá ok hơn khi mà dry down. Đó, tổng thể thì là như vậy. Hôm trước thì con này tôi chả hiểu sao nó lại có cái vệt đỏ này bôi lên tay như kiểu máu ấy, trông khiếp vãi. Và nếu như bạn nào đã sử dụng qua thì rất mong là các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Và với một cái giá thành đâu đó khoảng tầm 700-800k cho một chai nước hoa như thế này để thay thế Ultramil, thì liệu các bạn có mua hay không? Hãy chia sẻ cảm nhận ở bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.